Có duyên gặp thầy thì biết thầy cũng tự YouTube mấy anh em đưa lên này, cũng tự Sư Minh Tệ, coi Sư Minh Tệ rồi, rồi mấy anh mới quay Sư Minh Tệ, rồi mới nghe thầy lên mà ca ngợi về Sư Minh Tệ, rồi, rồi thầy có chuyện rồi mình cũng coi vậy đó. Ông Sư Minh Tệ là tu vậy không có bằng ổng đó, ổng đi mười mấy năm à, bằng chân không có chai. Trời, ông dở gì luôn? Dở gì luôn, bằng chân không chai. Nói mấy anh em coi, có không? Dở bằng chân đi không chai. Mười mấy năm tại ông ăn dép rồi. Đâu anh nhận ra coi, công nha, đâu anh nhận ra coi cho em coi. Không ai trận công mà thầy xuống sao, thầy xuống mỏng vậy đó, văng ra trên, văng hết luôn, văng hết rồi. Cái Lâm Minh Đạo Đồng Tháp, dạ, ổng liền ra là mụn ổng cầu vào vậy, rớt ra trơn à, rớt ra luôn, rớt hết trơn. Ổng nói ổng liền nội công thâm hậu gì đó, nội công của Hồng Phin Hồng Công. Ổng nửa tăng nửa tục đi tu mấy tháng về đi cứu vợ Sư Minh Đạo Đồng Tháp á. Dạ. Dạ, lần đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến tất cả quý bà anh chị nha. Thì ngày hôm nay Chọc ghé lại thăm tu viện Sư Minh Đạo. Đó. Thì hiện tại bây giờ Phật tử cũng đã đến nè, nói chung đến Lai Gai thì đây là tu viện Sư Minh Đạo ở Đức Vinh, cổng trước thì đóng không bà, thì mở cái cổng sau thôi ha, em quay vòng vòng. Ở đây có anh chị đến từ miền Tây rất là xa xôi, đó là ở tỉnh Sóc Trăng, đến đây cũng là mong để mà gặp thầy. Anh chị, anh có thể cho em biết là anh ở đâu tới không? Chào em. Dạ. Anh ở Sóc Trăng, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Rồi hôm nay là mình tới đây là mình anh hay là gia đình? Dạ, đi gia đình. Nguyên gia đình mình tới đây. Dạ. Rồi anh tới đây là anh ra thăm Sư Minh Tệ ha, đi thắp nhang Phật. Bữa nay đi sẵn có cơ duyên á, mình muốn lên đây gặp Sư Minh Đạo. Dạ. Trước hết là đốt nhang cho Phật và thăm thầy Minh Đạo. Dạ. Sư Minh Đạo á, tu viện Minh Đạo. Anh ra anh gặp thầy chưa? Dạ chưa. Chưa gặp hả? Ừ. Vậy là cũng như em luôn rồi. Nếu có duyên thì gặp. Dạ. Anh hôm nay thì anh đi từ Sóc Trăng ra đây luôn. Dạ, từ Sóc Trăng lên đây. Sao mà mình không đi mấy ngày trước mà hôm nay mình mới đi được? Có như là gia đình á, sắp xếp công chuyện thì thứ bảy chủ nhật con cháu mới nghỉ học được mình mới đi. À, là nhà đưa con đưa cháu đi học. Cuối tuần ha. Cuối tuần. Dạ, anh biết Sư Minh Đạo lâu chưa? Biết cũng lâu mà qua mạng các anh em YouTube quay á. Dạ. Chứ ngày xưa mình cũng không có biết. Rồi nay sẵn có dịp đi rồi, ra đây ghé trước thắp nhang Phật, sau là chồm thầy luôn. Có duyên gặp thầy. Dạ. Thì biết thầy cũng tự YouTube mấy anh em đưa lên này, cũng tự Sư Minh Tệ. Dạ. Coi Sư Minh Tệ rồi, rồi mấy anh mới quay Sư Minh Tệ, rồi mới nghe thầy lên mà ca ngợi về Sư Minh Tệ, rồi, rồi thầy có chuyện rồi mình cũng coi vậy đó. Dạ. Mình thấy thương thầy cái chỗ mà khen á, thì cũng bị phạt, mà chê cũng bị phạt. Mình nói vậy thôi phải không? Dạ. Cái này, tôi nói ví dụ như chú mà làm đúng mà tôi khen cái chú á, thì người ta cũng nói tôi khen. Dạ. Cũng phạt mà chê cũng phạt, gặp khó quá. Dạ. Khen cũng phạt mà chê cũng phạt. Khen chê cũng bị chứ, thấy chỗ. Dạ. Này thấy thương thầy. Dạ. Nghe kể ngày xưa gì thầy có đâu hai mấy ba chục. Mình nói vậy thôi phải không? Dạ. Cái này, tôi nói ví dụ như chú mà làm đúng mà tôi khen cái chú á, thì người ta cũng nói tôi khen. Dạ. Gặp khó quá. Dạ. Khen. Khen chê cũng bị chứ, thấy chỗ. Dạ. Này thấy thương thầy. Dạ. Nghe kể ngày xưa gì thầy có đâu hai mấy ba chục tuổi, hai mấy tuổi à, nuôi mười mấy chú tiểu gì đi lang thang gì, ở được vài năm cái bị đuổi tùm lum, nghe thầy kể đứt ruột thiệt chứ. Anh vậy là anh theo dõi thầy cũng nhiều ha. Thầy Minh Tệ, thầy Minh Đạo, về sư phụ nữa. Thầy tôi à? Thầy tôi sư phụ. Rồi anh có thể là kể về Sư Minh Đạo, cái lý lịch của Sư Minh Đạo hồi xưa đó, anh nói gì đi nuôi mấy đứa trẻ rồi đó. Cái đó là tôi cũng nghe mấy anh em YouTube kể lại, với nhiều khi có cái clip thầy lên thầy kể. Dạ. Thì hồi đó là thầy khổ, thầy có clip là thầy kể là thầy không được ăn học được như các thầy kia. Dạ. Thầy học nhưng mà học lớp á,
Hồi đó nghe thầy kể là thầy nghèo lắm, gia đình thầy. Dạ. Rồi thầy đi học mà cha chết sớm gì đó không biết, rồi mẹ nuôi, rồi mẹ đi mần mướn rồi bỏ thầy, mà mấy anh em đi chỗ này chỗ kia, rồi thầy kể cái lý lịch của thầy ngày xưa nghe khổ á. Dạ. Rồi cái thầy là, lúc đó thầy mới đi tu. Tu ở chỗ nào đó người ta mới cho thầy ở được vài năm gì đó người ta đuổi. Yeah. Thầy trò mấy bồng trống mượn mấy chú tiểu đi. Không đó tôi có nghe nha, chúng tôi không có thấy, tôi nghe anh em vừa nói nha. Đi lại chỗ nào nữa đó, rồi thầy ở thời gian nữa. Thời gian nữa là chỗ này là hình như là không làm là thầy lần thứ ba là thầy phải ở đây mà. Yeah. Đúng không? Cái là tôi hiểu thôi nha, còn cái vấn đề nữa tôi không rành. Yeah. Thì thấy thầy mà nuôi mấy chú tiểu thấy cũng thương, thấy nhiều mạnh thường quân lại tới đây, nào nghe người ta khá giả người ta cho nhiều. Yeah. Tiếp tay cho thầy nuôi mấy đứa em đi ăn học vậy đó. Yeah. Còn mình thì mình có chút ít lòng nhiều, cũng có chút đỉnh là gia đình vậy thôi. À, nói chung bây giờ không có nhiều nhưng cũng có cái tinh thần để ủng hộ cho thầy ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi anh coi như vậy là từ khi nào mà anh thần tượng Sư Minh Đạo? Ông ngày trước kia tôi không biết Sư Minh Đạo này. Là ngày xưa tôi chú biết không, cái bữa đó là tôi coi cái clip là Sư Minh Tuệ, cái lúc mà thời gian mà tháng 5 tháng 6 đó, lúc rồi Minh Tuệ mình rất là nổi. Dạ. Không, tôi nhớ chính xác là tháng 5 tháng 6 thầy Minh Tuệ mình rất là nổi. Thì lúc đó là cái tự nhiên cái xuất hiện ông Minh Tuệ là cái bằng Minh Tuệ mà ổng gọi là ổng tu nửa tăng nửa tục. Dạ. Là Sư Minh Đạo đó, là Sư Minh Đạo Đồng Tháp gì đó, nghe mấy anh em nói chứ tôi không biết ông ở đâu nha. Ồ, biết tới ông Sư Minh Đạo Đồng Tháp luôn. Biết luôn. Ổng có vận công luôn, không có mụn mà văn giá luôn mà. Tôi không biết ha, không? Là hiểu là tôi coi YouTube cái nào đó mấy chú biết. Dạ. Chưa? Nghe không? Là đó là Sư Minh Đạo đó. Rồi tôi mới coi clip đâu 2-3 ngày sau, sao tự nhiên tôi nghe nói ông Sư Minh Đạo bị giấu. Ủa, cái đó tôi bất ngờ nha. Lúc đó tôi chưa hiểu về Sư Minh Đạo này. Ủa, trong Minh Đạo đó ông lên, ông nói Minh Tệ nữa. Có cái gì tới gì tôi coi lại cái clip á. Sao tôi coi clip á, là Sư Minh Đạo, tu viện Minh Đạo. Là mấy giờ lên là kháng tháng là ông Sư Minh Tệ mấy bị quỳ sám hối gì đó. Ông lúc đó tôi cũng... Hồi lúc đó là chỉ biết ông Minh Đạo Đồng Tháp thôi ha. Minh Đạo Đồng Tháp là, ôi tôi nói, ủa sao ông này có gì đâu mà kiểm đến là lúc đó là chưa anh chưa có biết. Thể kể rõ cho em vụ mà ổng nặng mụn như hôm nãy anh nói đó. Ông Minh Đạo Đồng Tháp ông nói là ổng là nửa tăng nửa tục. Ổng lên ổng kể là ông Sư Minh Tuệ là tu vậy không có bằng ổng đâu, ổng đi mười mấy năm bằng chân không có chai. Ôi trời, ông dở gì luôn, dở gì luôn, bằng chân không chai. Tôi nói anh em coi rõ không, dở bằng chân đi không chai mười mấy năm tại ông mang dép. Yeah. Chứ nghe nói là ông đi xin ở quận 8, quận 10 gì đó. Ông chạy xe, ông xin, ông về đúng không? Dạ. Vậy giờ sao đó anh? Dẫn công vậy đó. Đâu anh dẫn cho em coi. Công nha. Đâu anh dẫn nghe công cho em coi. Ông dẫn công mà... Thầy xuống sao? Thầy xuống. Mỏng vậy đó. Văng ra cho em. Văng hết luôn. Văng hết rồi. Cái Lâm Minh Đạo Đồng Tháp. Dạ. Còn cái ông nước tương tôi không gành, ông ăn nước tương hết bệnh là tôi không gành, tôi này thôi. Rồi là biết là nói chung là ông đó thì ông là chỉ đi chỉ trích thôi. À thầy xuống rồi. Đâu. Đi thì mình đi vô rồi điện thầy trước anh. Đi thẳng đi giếng ngay cho thầy xuống. Thấy thầy xuống không? Thầy nói trên lầu. Thầy chưa xuống. Nãy giờ là gì chứ đâu phải thầy? Thầy đâu phải thầy xuống? Chú này đang chia sẻ hay quá trời. Đang chia sẻ tới này tôi là không có kịch bản nay tôi thuộc mà tôi không có kịch bản nên tôi tốt với kịch bản tôi cũng không học đâu. Tôi biết sao tôi nói vậy tôi nói anh em tôi ở nhà là chỉ đưa cháu đi học
Rồi thời gian thì bấm coi mấy anh làm bên. Rồi giờ em mời. Anh chọc ngoài kia thôi, anh chọc. Em mời anh trả lại bị thầy suốt mình tính là mình đánh lễ thầy cái mà giờ không phải thầy suốt. Đúng rồi. Rồi giờ anh vô anh diễn thả lại tiếp diễn hả? Dỡ bằng tăng lên nữa hả? Không. Dỡ bằng chân. Dỡ bằng coi. Không, bây giờ anh diễn tả cái ông Minh Đạo Đồng Tháp á. Minh Đạo Đồng Tháp dở bằng chân đó, ông nặng bụng hả? Nặng bụng. Ông kể là ông có luyện cái gì đó mình không gành nha. Dạ. Ông luyện ra là bụng nó quào quào vậy. Bụng ra chân à? Rớt ra luôn. Rớt hết chân. Ông nói ông luyện nội công thâm hậu gì đó. Nội công của Hồng Phin Hồng Công. Ông nửa tăng nửa tục đi tu mấy tháng về đi cứu vợ. Sư Minh Đạo Đồng Tháp á. Yeah. À, cứu vợ xong rồi về cái rồi tiếp tục vô tu nữa. Yeah. Vậy mà cũng được đó. Bữa anh có câu nhưng mà cũng... giờ em hỏi anh nè. Rồi. Bây giờ như ông hai sư Minh Đạo đi ha. Thì mình muốn gọi ông là sư. Ông là thầy đi không? Ông là thầy lớn hơn sư phải không? Mình bây giờ á là mình cũng kêu ông tôn trọng ông xíu đi. Ừ. Rồi giờ hỏi hai ông thì cũng hai ông thầy Minh Đạo đi. Ừ. Rồi ông nào có ích xã hội, ông nào mà làm cho xã hội rối ren. Cái vấn đề á theo tôi nghĩ nha. Dạ. Là tôi thấy sư Minh Đạo ở tu viện Minh Đạo Bà Rịa Vũng Tàu này nha. Ở tại chỗ này. Tại chỗ này chỗ tôi ngồi đó. Dạ. Là thấy ông là làm kết cho xã hội rất là nhiều. Dạ. Là cái chỗ là mấy trẻ em gia đình gặp khó khăn. Dạ. Đưa trẻ em vô đây. Dạ. Thầy nó vui. Dạ. Là cái chỗ đó là quá ok rồi. Dạ. Giúp biết bao nhiêu. Dạ. Nuôi chính xác là có 20 mấy trẻ em, 30 đứa gì ha. Còn mấy em YouTube mà nó 70-80 là mấy em đã nói sai. Tôi dám khẳng định luôn, 70-80 là mấy em đã nói sai. Dạ. Thấy không? Mình nói đừng có thổi phồng quá. Dạ. Mình nói cho chuẩn. Dạ. Có 20-30 đứa già. Rồi là thầy cũng có đi làm nhiều cái chuyến thiện nguyện. Đó, tôi có coi. Dạ. Thầy cũng mới vừa bảo lục vừa rồi, thầy có đi vừa ngoài. Dạ. Ở bảo vừa rồi đó. Dạ. Là thầy ra là thầy có nói như vậy nha. Không phải là cái này là của thầy, của Phật tử đem lại cho chùa, cho tu viện Minh Đạo. À. Tu viện là thầy mới lấy cái phần này là thầy đi cứu trợ cho đồng bào ở. Dạ. Lũ lụt. Có nghĩa là người Phật tử gửi tiền về. Đúng. Nhờ thầy đi. Không phải gửi tiền, cái phần đó là Phật tử cúng trong tu viện. À. À, là thầy coi như là trích ra thầy lấy cái phần đó, một phần đó. Dạ. Đem đi cứu trợ đồng bào. Dạ. Lũ lụt. Chứ không phải là thầy, không phải nói là của thầy. Rồi ai lại xin, thí dụ bây giờ không có gạo hay gì lại xin thầy vẫn cho? Có chứ. Có. Tôi vẫn nghe. Dạ. Dạ. Tôi có coi cái clip là thầy giác bao gạo, thầy vô đi... tủ nước sâu thì cho. Dạ, đi cho. Dạ. À, đúng rồi. Dạ. Đó, nói chung là giờ xương đạo ở Bà Rịa thì quá hoàn hảo rồi đúng không? À, không, đối với tôi á thì. Dạ. Hoàn hảo, còn đối với anh em thì tôi không biết nha. Dạ, tụi em nói cho nó bỏ gàng, tụi em vẫn vậy thôi. Đó thì mọi người tôi không biết. Thì bây giờ là hoàn hảo này, ai làm tốt thì mình cứ khen, còn đúng, ai đúng. Mà làm không đúng thì mình phải chê thôi. Thầy nói chuyện thì rất nhỏ nhẹ. Giờ thầy ấy rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Còn ở Minh Đạo ở Đồng Tháp. Minh Đạo Đồng Tháp ông nói chuyện thô lỗ quá. Dạ. Ông nói chuyện là cũng như mấy mẹ thuộc về dân giang hồ, chúng phải bạn hàng, tôi bạn hàng cá là ta đàn bà. Dạ. Và ông nói chuyện như này dân giang hồ chợ lớn. Dạ. Ông tu hành nói chuyện thô lỗ, nói chuyện không có nhỏ nhẹ như thầy. Rồi anh thấy là ông có giúp ích gì cho xã hội không? Tôi đâu thấy gì đó, tôi không thấy. Cái nào tôi thấy thì tôi nói. Dạ. Nhưng mà em thấy thì ông không giúp ích, nhưng mà nhiều người gọi cho em nói là ông lợi dụng cái lòng tốt của người ta để ông kêu gọi này kia đó, là giờ ông trục lợi cho bản thân không? Dạ. Cái nào mình thấy mình nói. Dạ. Khi mình nghe mình hắn nói là. Dạ. Ví dụ tôi nghe chú nói cái gì thì tôi truyền lại cho chú kia, tôi nghe chú đó chú nói tôi vậy nha, chứ tôi không thấy, đúng. Dạ. Không? Dạ. Thì nói chung giờ là cũng là hai sư. Đúng. Nhưng rồi. Mà một sư ở Vũng Tàu thì quá tuyệt vời. Đúng rồi, ok. Còn một sư ở Đồng Tháp thì thôi khỏi nói luôn rồi, là không ở Đồng Tháp. Người ta chửi chạy nhà ra hai luôn. Ừ. Là tôi có coi clip mà chú chọc với ông nào thằng gì ở Đồng Tháp là độc quyền của ổng nè ta. Không phải. Không, bây giờ để tới bây giờ dây quay của ông đó Đồng Tháp. Bây giờ là không cần biết ai đó, giờ là đây là giờ gặp anh thì giờ anh là chia sẻ cái cảm nghĩ là tụi em là thích rồi. Đúng rồi. Nói chung là anh một cái người khán giả, anh rất là công tâm. Đúng rồi. Thì giờ là nếu mà anh đó
anh á bây giờ tướng anh nó đã trẻ rồi, mà anh học được cái nội công tâm pháp của ổng nữa là bỏ đủ luôn, dẫn công gì đúng không, cả lão hoàng đồng luôn, cả lão hoàng đồng. Em nói anh nghe, biết sao mặt ổng có mụn không? Tại vì mà da mặt mình có mụn nó, ổng không có mụn là do da mặt ổng dày quá cho nên là không có mụn. Mụn chỗ cái ổng nào? Đúng rồi chính xác. Cũng như mặt ông. Cái đó anh nói cho em nói nha. Không đâm cái hoài à. Không, mặt ông là ông đó phải nói là không phải như mặt cũng xem xe mà cũng mặt cũng nữa mình sẽ không được, mà không ấy là do rất ít con cả đó nó mới là mới bị được đi ông. Thì đó có mấy anh lượt tốt trên mạng đăng á, lấy cái bằng chân con cày đó đưa lên mười mấy năm nè, không trai nữa đưa bằng chân đó gỗ gàng đó chưa, vậy là nó là do đó là ông giết lại con cày, bằng chân con cày á đi mười mấy năm không trai nè. Ông mới đi khách thực lại ở cầu Rạch Miễu, người ta mới gọi báo em mấy ngày nay nè. Vậy đó hả? Đây đi lại rồi. Họ bị tụi em dí quá, đi không được, hôm nay đi được rồi. Mấy anh kỳ quá, mấy anh dí tới nhà ổng luôn. Mấy anh nó cho ổng sống. Anh biết ai dí không? Tụi không biết, bữa có clip thấy clip anh chọc đó, tụi không biết rồi ai đi dí tầm đó, tụi không biết mà thấy dí đó. Thấy dí thôi chứ không biết ai hả? Không biết ai chứ đi cho. Nếu mà giờ theo như anh chị ha. Gặp ông Minh Đạo, ông chạy xuống cái xếp xếp chân mà ông thấy ngồi, ông quỳ nha, chứ không ngồi nha, ông quỳ lại giữa đường rồi đó, chưa nắng. Rồi anh có thể nào mà nhín chút ra tiền gửi cho ông để làm lộ phí đổ xăng đi về không? Không, ông ở đó không cho ông đâu. Gặp mặt ông đâu có cho, nó thẳng luôn. Thà là tôi gặp mặt ông, ví dụ cho ông 50 ngàn, không cho, lát gặp người khác cho 100 ngàn. Chứ không cho ông 50 đâu. Thà là cho người khác cho ngàn. 100 ngàn. Không cho ông 50. Không cho ông 50. Dạ ông nghĩ luôn không cho luôn. Không. Không, em khuyên anh nè, anh chị như thế này là gặp ổng cho ổng đi, tại nhà ổng có 3 bộ bằng gần ghế rồi, còn thiếu 1 bộ nữa, chẳng 4 bộ, gắn gấp gấp cho ổng mua thêm bộ nữa. Mua thiếu 1 bộ ba mấy triệu gì đó hả? Bộ sao lông á. Quá không thôi. Rõ ràng không? Bộ sao lông á. Bộ sao lông, bộ ba mấy triệu. Cứ lại bỏ nhỏ cho anh cái này, không có thằng trai. Nó đang đi AC Milan rồi Juventus gì đó. Cũng đang túng thiếu đó, anh chị cũng ấy gửi gửi cho chút đỉnh để cho con nó có đi sẵn đi. Sư Minh Tuất mọi đồ sập đó phải không? Đúng rồi. Hình như sư phụ tôi sắp vô Chelsea rồi đó. Chelsea. Sư Minh Tuất là đồ sập xôi với vậy. Nghe nói thằng con là cũng đi đó. Đâu chuẩn bị nghe nó chuẩn bị thằng con đi cứ C2 C3 nữa. C2 nữa. Đi cúp C. Đi cúp mà. Đi ông bác